Chào mọi người đã quay trở lại channel của mình và quay lại với Seren Kagura Shinobi Versus. Đã tiếp tục phần trước. Phần trước thì đã được chạm trán Gensen và cả Hebizo nữa. Đang đánh nhau với Gensen rồi chưa xong rồi tự nhiên Hebizo đến thách thức mình, hay là đột nhiên lại Crimson Squad của Homura đến giải cứu. Ok. Nhớ là sang chapter 4 rồi. 4 bí mật tột cùng Ultimate Secret. Ok. Màn này là màn tính thời gian nào? Làm gì tính thời gian? Hey Homura. Cảm ơn đã đến đây Homura. Không cần phải cảm ơn em. Em luôn nói với Asuka rằng chúng em sẽ cứu cậu ấy. Nếu như bọn họ để thua trước Gensen hay là bất kỳ ai khác thì sẽ tổn thương đến cái lòng tự trọng của em. Cuộc sống của một kẻ bị coi là bộ giáo thế nào? Một khi mà thầy có thể sống sót qua được cái sự huấn luyện của cô Suzune thì mọi thứ khác sẽ chỉ dễ nhân kẹo thôi. Suzune. Cô ấy là giáo viên của các em đúng không? Vậy. Cô ấy là người đã. Cô ấy quả là người không hề biết đến cái gọi là nhân nhượng là gì cả. Trở thành một kẻ bộ giáo thì chẳng có gì, vẫn chưa là gì so với cái bài luyện tập của cô ấy. Messi vẫn nói thơ. Nhân nhượng không có từ điển của ta đúng không? Ship lines at a time. Không dịch câu ấy. Ai đã nói đến ship. Ê, đây là gì? Cô Lai. Cô cũng là học sinh của trường Hanzo à? Các em là cái kẻ phản giáo mà bọn họ gọi là Homura đúng không? Chị nghĩ rằng Two of Us so nghĩa hai chúng ta có thể tập luyện với nhau ngày hôm đấy. Thôi xin đi. Chẳng có ai luyện tập với Daidoji mà sống sót đâu. Trừ Rin ra. Tự nhiên lúc nào cũng được. Tell me upon Earth one again. Okay. Cái khoảng thời gian đấy lại kiểu lại tái hiện lại cho chúng ta một lần nữa đúng không? Thầy Kirika. Mình không biết dịch theo đúng không nữa. Thầy luôn nhớ về em ấy vào cái năm đó. Không cần phải lo lắng, em chưa chết. Rin chưa chết. Rin chưa chết. Thầy Kiriya, Rin sẽ quay trở lại nơi đây. Điều đó là hiển nhiên. Rin, cái tên của cô gái vẫn đánh tôi. Hit me like a fist. Có nghĩa là vẫn thường cho tôi ăn hành suốt ngày ấy. Rin là học sinh đầu tiên mà tôi đã từng biết, từng đối mặt hay là thân thiết ấy. Cô ấy là One Year học sinh đầu tiên mà tôi từng dạy. Đây là lời kể của Đông Kira. Mình đang tưởng đây là lời kể của Daidoji. Em ấy học trên Daidoji một năm. Em không phải là một người hoàn toàn có tài năng, nhưng mà luôn cố để làm hết sức có thể. Giấc mơ của em ấy là sử dụng những cái nhẫn thuật của ninja để cho một thế giới hòa bình. Em ấy cũng giống như là mặt trời, luôn luôn chiếu sáng và tràn đầy năng lượng. Sau giờ học thì Rin với Daidoji thường tập luyện với nhau. Bọn họ thường tập luyện hàng giờ. Không bao giờ chịu gọi là bỏ trước một cái hoàn cảnh nào khác, kể cả là trời nắng hay là mưa.
Celtic Power Speed. Tôi cảm thấy được sức mạnh của sức mạnh cái kỹ thuật và tốc độ của chúng họ. Contest. Mỗi lần thì Daedalus thường bị hoàn toàn bị Rin áp đảo, nhưng mà never nó gần đấy chưa đủ để có thể gọi là bọn họ phân thắng bại. Tôi hiểu loại sao, đơn giản là Rin không bao giờ từ bỏ gần như tất cả. Thì đây cái thời anh dịch con này ngu quá, vì tiếng Anh nó kém vào game này nó còn hay dịch nữa. Fuck. Nào đây đồ gì, em đã xong chưa? The Silver Rin say it proudly. Mỗi mỗi khi mà đánh bại được Rin thì đánh bại Daedalus, Rin thường nói câu đấy với một cách rất tự hào, và Daedalus thì luôn mỉm cười trở lại. Essay con, em nghĩ là đó là trận đánh cho ngày hôm nay. Say full up for away learning ấy, kiểu như là càng ngày càng thấu hiểu với nhau ấy. Một ngày đó em đã khiến chị từ bỏ. Chị bị cảnh báo em là làm điều đó khó hơn gấp 10 lần bài kiểm tra tốt nghiệp đấy. Thế đó sẽ là bài kiểm tra tốt nghiệp của em. Eduji đã đặt ra một mục tiêu. Nếu cô ấy có thể làm cho Rin chịu thất bại thì cô ấy sẽ tốt nghiệp dưới con mắt của chính cô ấy. Nhưng mà cô ấy đã mất cái cái cơ hội đó. Ngay sau khi Rin tốt nghiệp ở trường Hanzo thì cô ấy chết. Rin phải tham gia một nhiệm vụ rất là nguy hiểm và mất mạng. Rin không nên tốt nghiệp thì em ấy đáng lẽ ra nên trượt cái bài kiểm tra ấy đi. Tại vì em ấy là một cái lỗi lầm nho nhỏ mà tôi đã mắc phải, thì tôi đã cho em ấy qua. Đó là lúc mà tôi đã nói với Rin, tôi nói rằng Rin đã bị giết. À, Kodu. Tất cả những gì tôi làm đó là khóc. Rin đã chết bởi vì tôi, bởi vì cái sự ngu ngốc của tôi. Từ đó mỗi năm sau khi thời gian tốt nghiệp thì Daedalus luôn quay lại trường và đứng chờ trước sân trường, chờ đợi một cuộc tái đấu với cả Rin. Bất kể là ngày giông tố hay là gió thổi thì em vẫn đợi năm này qua năm khác. Đó là lý do tại sao em vẫn là một học sinh năm thứ ba ở trường. Daedalus không muốn tốt nghiệp vì Daedalus chỉ muốn mình tốt nghiệp khi nào mà có thể đánh bại được Rin. Daedalus, chuyện gì vậy thầy? Thầy không nên lặp lại cái sai lầm đó một lần nữa. Vẫn lời đó, tôi quay mặt lại với Homura. Homura, thầy có một điều muốn hỏi. Có một yêu cầu. What am now, Anzo? Trước khi em ấy kịp kết thúc câu nói, tôi quỳ xuống. Tôi đặt bàn tay và trán xuống dưới đất. Có chuyện gì vậy? Tại sao thầy lại quỳ xuống? Tôi cầu xin em hãy giúp tôi huấn luyện Asuka và những người khác. Tôi úp trán mạnh hơn nữa vào đất. Tôi không quan tâm đến cái gọi là danh dự của tôi nữa, tôi chỉ muốn làm sao để khiến cho các em ấy không bị chết. Tôi không muốn khác ngoài yêu cầu Homura hãy cứu các em ấy. Ok. Đấy là team của Asuka được team Homura huấn luyện. Được rồi mọi người, nghe đây, chúng ta đều biết là học sinh của trường Ngân Sen mạnh thế nào. Điều đó đúng ạ. Thế là vào cái Battle Royale của Shinobi thì tất cả mọi mặt trận, tất cả mọi người đều phải tấn công và giành chiến thắng.
Nó sẽ là bài nó là một trận chiến cuối cùng ở trên cái danh dự của các em. Nhưng mà em không biết là liệu bọn em có cơ hội chiến thắng không nữa. Điều này sẽ khá là khó. Các em cần bây giờ là phải thuần thục được cái nhẫn thuật tối thượng của ninja. Nhẫn thuật tối thượng của ninja đó là cái cấp độ cao nhất của các bí thuật. Manifest your full. Đây. Nó đang bảo là ông Kiriya đã dạy nó cái nhân thật đấy. Thầy biết nhưng mà đó sẽ không dễ dàng vì cái cách tuy duy nhất để có thể thành thuần thục được cái nhân thuật này đó là hãy trải qua một trận chiến với một đối thủ mạnh mẽ. Có nghĩa là hey, good and evil lie shut down, Jin Zhang. Nói cách khác, chúng ta tốt và xấu, ánh sáng bóng tối, âm và dương. Hay nói cách khác, chúng ta Homura-chan. Mọi người hãy gặp những cái người huấn luyện mới các em. Em không để gọi là tưởng tượng ra cái điều này. Điều này rất tuyệt đấy. Đấy chỉ là cái ý từ một bên thôi. Cậu nên cảm ơn thầy Kiriya. Kiriya, tại sao? Mà giờ không có thời gian để lãng phí nữa. Hãy tập trung lại và làm việc. Yomi. Yomi có tóc trắng ấy kìa. Thì Yomi có một cái rất hay đấy là cái seiyuu lồng tiếng cho Lumi Yumi ấy. Yomi là cũng là người lồng tiếng cho Siro trong No Game No Life với cả Darkness trong Konosuba và sắp tới sẽ là cả Alice nữ chính trong Sword Art Online 3. Mình rất là mong cái vai của chị ấy lồng tiếng như Alice trong Sword Art Online 3. Cộng sự của mình thì tất nhiên nó sẽ là Ikaruga. Cảm ơn cậu Yomi. Mình sẽ cố hết sức. Rồi, giờ đi bắt đầu luyện tập đi. Ok, Ikaruga, hãy chuẩn bị bản thân đi. Yomi. Yomi một trong những nhân vật me nhất trong cái game này. Cứ kích thích Yomi luôn. Trừ việc nó nào cũng làm nhảm về giá đỗ ra. Con nhỏ bị cuồng giá đỗ nghe kinh dị luôn. Ok, Ikaruga, 5 phút. 5 phút để làm cái này, đúng không? Hay xin quá đi, gọi. Chặt mấy cục cây ra cũng có mấy cục giấy đấy. Mấy combo kìa. Cũng nghĩ Ikaruga là chùm combo luôn. Chúng nó combo nhanh này cơ mà. Chém. Có thể làm được cái bí thuật cấp cao ngay từ bây giờ không? Không được. Để xong ván này mới ăn lốc được. Để mong mình có thể làm nó ngay trong ván này. Có vẻ không được. Cái bí thuật siêu cấp nó tốn 5 cuộn giấy cơ. Ở trong cái phần series research này thì muốn mở cái đấy mình phải chơi xong chapter của mỗi trường. Mỗi trường sẽ có cái chapter 3, 2, 4. Nó sẽ là chapter để unlock luôn cái bí thuật tối cao này cho mỗi nhân vật. Còn ở trong phần sau game mình chỉ đơn giản mình đạt đủ cấp để mình có tích được 5 cuộn giấy là mình sử dụng cái bí thuật đấy. Mình chiêu phát nào. Hơn 1.000 combo rồi đấy. Phát Ikaruga thích combo thì kinh ạ. Nghìn hai combo. Phát kinh loại thảo chơi. Yomi. Chú mì thì yếu đánh rất là chậm. Tầm đánh thì rộng nhưng mà đánh thì mắc chậm luôn. Bắt fuck cả bắn xa vậy.
dùng cái này đi. Tenshin. Ui, ngực mông trắng. Ok, màu trắng. Trắng tinh khiết, trắng thuần khiết. Thế nào cũng được. Đừng có làm thế với tớ chứ. Rồi, phóng bại ứng đấy cũng trúng rồi nào. Phóng tiếp phát nữa nào. Đúng không? Tiếp phát nữa nào. Vẫn còn giấy đi. Còn nhiều giấy lắm. Tiếp phát nữa nào. Bắt sao cái chiều yếu vậy. Bắt. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Nimbo. Đúng rồi. Cái chiêu này đánh càng xa là càng mạnh. Đánh gần thì nó rất yếu. Bắt. To thế. Ui, gần chết luôn. Không đùa đâu, gần chết đấy. Bắt. Chết luôn kìa. Sao đất nó tung chiêu hai lần luôn, mình còn chưa kịp phản ứng gì. Ok. Hơi khinh địch một chút, thua rồi. Bắt. Thôi, lại. Tôi không sẽ chấp nhận được cái này. Được Giang Liên và 2 này. Chơi Frantic phát đi. Từ đầu đến giờ chưa Frantic phát nào cả. Frantic thì chỉ có công không thủ, nhưng mà đánh giá trị được kinh. Frantic. Đánh thì combo rất là nghèo nàn, nhưng mà sức mạnh thì cứ gọi là không thể bàn cãi luôn đấy. Chém được cái này cơ mà. Mà dù chơi hướng nào thì đúng là Ikaruga thích combo vẫn là quái vật thật. Ok, bị giết quá. Ui. Đâu rồi. Nó còn nhiều combo hơn ở ván trước rồi. What the fuck? Kinh vậy. Ok. Chơi 1003. Một hit chết luôn đi. Đấy. Đó lý do mình không thích chơi Frantic. Frantic và dùng chiêu tầm một hit chết luôn thôi. Nó công nó nhân đôi mà. Ok. Chapter 4 là luyện Frantic cho các nhân vật. Zack. Fuck. Tôi cảm thấy nó có một sức mạnh mới trong tớ. Tôi tin rằng đó là cái bí thuật tối thượng của cậu. Bí thuật tối thượng của nhẫn giả là một cấp độ cực kỳ cao của bí thuật. Nó chỉ có thể thành thạo bằng cách trải qua một trận chiến với cả một đối thủ mạnh. Ok. Yobi, cảm ơn cậu rất nhiều. Có chuyện gì vậy? Cậu đã thành thạo cái siêu, gọi là siêu bí thuật đi. Xem bí thuật, nhưng mà mình trông cậu không vui chút nào. Đó là Murakumo ở trường Gensen thì có vẻ như là cậu ấy đã personal sus academy. Bác gọi giờ này, xin lỗi nhé, có điện thoại.
có một cái gọi là như cậu phán xét tớ ấy. Okay. Tớ hiểu, vậy là cậu để cho cảm xúc của cậu chen vào cái trận chiến giữa cậu với cô ấy. Đúng vậy. Thế thì hãy nhớ điều này. Tớ đã từng ghét cậu giống như cái cách mà cậu ấy hiện nay vậy. Nhưng mà khi chúng ta chiến đấu với nhau thì chúng ta dần thấu hiểu mỗi người hơn, đúng không? Cậu nghĩ rằng tớ có thể làm được tương tự với cậu ấy và với tớ. Chiến đấu trước rồi thì hãy lo lắng cho cái đấy sau. Cậu nói hoàn toàn trúng. Tớ sẽ cứ làm trước và nghĩ sau đã. You lost. Và kể cả nếu như cậu có thua và trở thành người vô gia cư thì điều đấy vẫn ổn mà. Ý cậu là sao? Tôi sẽ dạy cậu cách sống sót. Không có một cái vấn đề gì cả. Okay. Tôi có thể dạy cậu cách cách gọi là ăn rau dại, có cách để tìm rác thứ vân vân, hay là 365 cách khác nhau để làm giá đỗ. Con Yomi này nó từng là một trẻ mồ côi sống như cụ của chuột nên nó khá là giỏi cái khoản này. Mình hiểu rồi. Thế có vẻ là tớ chiến đấu mà không lo lắng chút nào. Cố làm tốt nhé, Ikaruga. Mặt nóng nặng tươi tươi thế. Ok. À, fuck. Một chiều ấy. Tích tích tận một vạch rưỡi cơ mà. Ok, Ikaruga đã học được siêu bí thuật Jin nhưng mà một. Sếp.